Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Trọng. Ba bố con Trọng đang chuẩn bị đi vào rừng mọi người ạ. Hôm nay nhiều vắt đấy. Con nguy hiểm. Ở khu này thì nó hay có vắt đấy mọi người, nên là bố mình vừa phải xịt cái dầu tràm vào chân. Dầu tràm thì vắt nó cũng đỡ được bao nhiêu ấy mọi người ạ. Mọi người đi vào những cái khu rừng nào mà nó nhiều vắt đấy thì mọi người nên mang theo một cái lọ dầu tràm. Xịt vào chân thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Hôm nay thì ba bố quan Trọng đi tìm kiếm một cái món đặc sản. Đặc sản nhưng mà Trọng nghĩ là sẽ rất là nhiều khán giả đang xem video này thì mọi người chưa được thưởng thức bao giờ và cũng chưa dám thưởng thức. Đây một con đầu tiên. Con này thì Trọng cũng chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Con nhện mọi người ạ. Bắt luôn đi bố. Bắt luôn hôm nay chạy. Con này hơi bé nhưng mà vẫn lấy được rồi. Đây là con đầu tiên. Nó hơi bé ăn xíu nhưng mà mình vẫn bắt được rồi. Con này thì ăn ngon lắm mọi người ạ. Con này thì mọi người đi rừng chắc chắn là những ai mà hay đi rừng ấy mọi người sẽ gặp con này rất là nhiều rồi. Mình bây giờ cứ đi dọc theo đường này thôi đấy nhỉ. Nếu mà tí nó không có thì mình mới đi vào trong rừng. Cái này thì chủ yếu là mình sẽ đi theo khu rừng keo này nhé mọi người nhé. Rừng keo hay là khu suối ấy, thì nó sẽ hay có nhiều. Trốn thế nhỉ. Lúc sáng mưa to lắm mọi người ạ. Định đi lúc sáng rồi. Bình thường thì nếu mà con này mọi người đi bắt vào buổi sáng ấy thì chắc là sẽ dễ kiếm hơn, sẽ nhiều hơn. Nhưng mà lúc sáng nó mưa nên là không đi vào đồi được. Chiều nay thì bộ con mình mới bắt đầu là đi vào. Năm trước cũng bắt được rất là nhiều mọi người ạ. Con này thì về mọi người rang lên, rang lá chanh lên thì ăn rất là thơm mọi người. Đây mọi người, đây có một con nữa này. Con này thì to hơn con lúc nãy một tí. Bắt nha. Bắt được bố. Chắc là dùng gậy kéo nó vào. Okay. Thấy thế này thôi chứ con này nó chạy cũng khá là nhanh nha mọi người ạ. Đấy. Con này thì to hơn xíu. Quá ngon mọi người. Với trong này còn nhiều con to hơn nữa đấy. Trong này. Thôi bé quá thì thôi. Kiếm một con nào nó to to ít ra bằng ngón tay ấy, ăn mới sướng. Trời lại bắt đầu tối đấy mọi người. Chắc xíu nó lại mưa. À, chỗ này có hai con, một con ngay chỗ này này. Đó, và một con ở trên này. Đó, nhưng mà Trọng quay này chắc là mọi người không nhìn thấy đâu. Lấy con to trước. To nhỏ là hết, hai con này lấy được mà. Con này cắn đấy mọi người ạ. Cắn đấy. Món nhện này thì Trọng cũng không khuyến khích mọi người dùng thử nhá. Tại vì là nếu mà mọi người không biết loại nào ăn được ấy thì mọi người cũng không nên thử. Đây rồi. dính đầu gậy rồi. Ôi, con to lắm. Được con to mọi người ạ. Cái tơ của nó dính lắm nhá. Cái nó sẽ hay nhiều ở những cái khu kiểu như khe suối mọi người. Những cái khu đấy thì mấy cái con kiểu con muỗi con ấy nó hay bay qua. Thì nó sẽ giăng tơ nhiều ở những cái khu như thế. Hàng con trôm à? Khu này đi bẫy chắc có ấy. Nó hay ở những cái hang hốc như này mọi người này. Đây nó dưới này mọi người. Con này to. To bằng ngón tay luôn. Kéo nó lên được không bố ơi, nó rơi. Nhàn nhờ. Ôi đấy, ôi nó vào. Con này to bằng hẳn ngón tay luôn mọi người ạ. Béo lắm. Mọi người xem này. Béo chưa này. Bắt đi. Bằng ngón tay cái thật đấy. Xuống thế.
Hôm nay được 100 con này thì ok. 100 con này được mấy đĩa? Cố kiếm thì được 100 con. 100 thờ đấy chứ đủ. Tiếp à? Ui dồi ôi, được toàn con to như này cơ nhờ. Mọi người đây này. Đây này mọi người này. Ui còn con tít trên cao kia. Ừ, con cũng lấy được đấy. Nhưng mà cao quá. Cao nhỉ, cao không với được đâu. Dùng cái gậy này nhàn không có gì đâu. Nếu mà bắt bằng tay thì có chỗ cũng bắt được đâu. Cẩn thận nó cắn cho đấy. Cắn cũng không phải là đau lắm đâu, nó không có độc đâu mọi người. Con loại nhện này nó không có độc đâu nhưng mà cũng không muốn nó cắn. Nó cũng nhọn lắm đấy. Không tới đâu, không tới đâu. Cao lắm. Đây này mọi người này, cao lắm, không biết bố mình có với được không. Không có chỗ. Không có chỗ đứng ấy. Càng xuống dưới nó càng cao không lấy được. Có khi bố đạp vào cái cây phía trước có khi được ấy. Khổ cái nhện này đồng đậy một cái thì nó lại bò đi chứ. Hay là dùng cái gậy mà ném nhỉ. Tới. Xíu đó. Không tới. Ui nó bò lên rồi. Ôi nó lại xuống rồi bố. Nó lại xuống rồi. Không, xuống cũng không tới được. Ui đi lên. Chưa phải đi vào rừng đâu mọi người, chỉ mới đi dọc theo đường đi này thôi. Mà đã được bao nhiêu con? Tí thì nhiều quá. Nhìn tư đầy kìa. Đây này mọi người này, được toàn con như này thì có phải là béo lắm không? Con này phải bằng ngón tay cái mọi người. Kéo xuống, đấy, chạy đâu được, ngay đấy cơ mà. Chạy à? Ui, đụng chân. Không sao đâu, chủ yếu là mình lấy cái thân của nó mà. Chân về kiểu gì mình chả phải ấy đi, bỏ đi. Để cho nó nhanh đầy túi. Về mình cũng phải nhặt chân ra. Ôi, được rồi, dài rồi. Bên bờ này là những cái dấu vết mà người ta đi bắt con chôm chôm mọi người. Người ta đi chụp con chôm chôm ấy. Họ vạch ra để chụp. Nó hay ở trong những cái hang hốc như này. Bé đúng không? Con là cái. Con bé là con đực à? Nó chưa kịp lớn thôi. Con đầu to nhưng mà đít cái nhỏ này không này. À. Phải không? Đầu to đít nhỏ này. À, còn kiểu như là nó không có trứng ấy nhỉ đúng không? Đúng rồi. Ừ, con bám đây này. Bám đây đây nó đang bò kìa. Bắt một con được hai con à. Con này lấy tay bắt đi. Bắt đây một tay đi. Nếu cần thì bắt tay thôi. Nhanh chạy. Chỗ này mà định mất nó thì thôi đấy. Không cây gì, không có dài thì không lấy được chút cao. Con này thì dễ dụng chân lắm mọi người ạ. Kiểu nó rụng chân để nó bỏ chạy ấy. Bỏ chân chạy lấy người. Quá nhàn. Nó gặp cho thì đâu đấy. Con này cũng ăn được nha mọi người nha.
con bò. Con này có mấy con kìa? Trên kia có kìa. To. Con này thì sờ vào nó cũng kẹp đấy mọi người ạ. Sờ giật các mình. Con này nó kẹp đau lắm ấy. Ui, rồi. Thôi chạy rồi. Chưa được à? Rơi rồi. Kiểu nó chuẩn bị mưa ấy. Càng lúc càng thấy tối lại. Đấy là mình đi buổi chiều nó còn ấy, nó còn sáng hơn đấy, lúc sáng nó vừa mưa vừa tối cơ. Được cái thì đi buổi chiều nó lại tạnh mưa nó khô mọi người ạ. Nhưng mà buổi sáng đi thì nó vừa trơn với cả rừng nó kiểu là mưa nó bị ướt ấy. Dưới kia mọi người con to, hình như là con to nó toàn ở sát dưới gần gần nước ấy, chắc nhiều mấy cái con muỗi con gì nó bay đi bay lại khu đấy nhiều. Quá nhà. Đây con này đâu? To đấy. À, con này béo đấy. Con này béo đấy. Cho nó vào hẳn đi. Nó còn có cái tơ của nó bò theo tơ mà. Con u nhiều thế. Con đấy ăn mới thơm. Loại này ăn thơm lắm người ạ, bọn xít lúa. Nhiều thế. Loại này ăn thơm cực kỳ luôn. Chạy. Tít dưới kìa. Lại mất à bố. Cần sao không bố? Tới không bố? Phải lấy gậy không? Mấy con dưới kia nó hay có con to. Úi rồi. Cẩn thận trượt xuống đấy. Sao cây non mà sâu thế nhỉ? Được không? Đây này mọi người này. Hai con à bố? Cái to thế cái đít của nó nhỉ? Cẩn thận theo có ong vàng ấy. Ở bên kia đi, bên kia đi. Ui. Bình tĩnh nào. Ui rơi rồi. Con này thì được cái là cứ rơi xuống nó lại bò lên. To thế. Mọi người xem này. Béo chưa này. Đây. Ẩm ẩm kiểu này mà đi vào mấy cái khu nó rộng rạp cũng ngại chân lắm mọi người. Chỉ sợ mà đến lúc đi ra toàn vắt nó bám vào thôi.
đây thì có cái lều, cái lều này thì chắc họ dựng lên để kiểu như làm trang trại mọi người, nuôi gà, thả cá các thứ đấy. Nhưng mà cái lều này như bỏ hoang hả bố nhỉ? Bỏ rồi đúng không? Ngày trước họ thả cá chỗ này mọi người. Nhiều con mình đi qua không để ý không thấy được. Chạy đi đâu? Ui. Không được hả bố? Được chứ. Thôi, đĩa thôi. Cản ác phết nhỉ. Kiểu mình đi leo đồi á, bình thường thì nhà mình chủ yếu là hay đi đường núi là nhiều, ít khi mà leo đồi kiểu này mọi người. Leo núi thì nó nguy hiểm hơn nhưng mà được cái thì nó lại đỡ mệt hơn. Đi đồi thì kiểu nó lên nó dốc quá mọi người, mình không quen. Đi núi là cả chân cả tay luôn, có hai chân đấy. Đi hướng nào? Bên nào cũng được bộ, đi hướng nào cũng được. Hay đi bên này trước đi. Đi bên này trước đi để xem nó gần nước hơn đấy. Thường những cái chỗ mà gần nước ấy toàn được những con to thôi mọi người. Đi bên này. Nếu không có thì mình mới lại vòng quay lại sang bên này. Kiểu gì hôm nay mình phải kiếm cho được bữa mà. Con bé á. Có mà bắt là được rồi đúng không? Đây con bé tí bắt được rồi. Con bé đây để lần sau. Ui, trườn lên. À, đây ngay trên đầu. À đây đây này mô này. Đây nữa này. Đấy. Ngay đây mà không để ý đây. Đấy. Con này chắc lấy tay bắt thôi. Đấy, bố bắt con này trước đi. Ui con này nó chạy luôn, bắt con này luôn đi. Tơ của nó dính lắm nhá. Chạy đi đâu con này. Đây rồi. Đâu? Ở ngoài. Mà ăn được cái con gì đấy? Bướm ấy. Cứ phải dùng cái gầy này đấy, không thể dùng không lấy được. Đồ sao quá. Đây này. Bên này có khi may mắn đấy. Gần đấy. Nãy giờ được toàn con to. Đây này bố này. Thế lên à? Không lên đi đường nào. Em ăn chứ. Vợ chồng thì bắt được thêm cả con trồm. Con này thì chắc chắn là có trứng rồi mọi người. To như này cơ mà.
Được toàn con to như thế nha. Có một số con thì nó hơi bé không ạ? Chỗ này chưa được 100 con rồi ạ. Cắt chân đi thấy được ít. Hôm nay đêm là 8 mấy con rồi. Đêm 9 con. Được cả 8 mấy con. 8 mấy con mà. 8 mấy con mà con được có như này to thôi. To như con này thì được một lạng thì được, tính ra được hơn lạng vậy. Cái này cả túi là được 2 lạng, cả túi cả chân đấy. Giờ cắt chân này. Béo, con này béo lắm. Ở ngoài món nhện ngày hôm nay thì nhà mình sẽ có thêm cả món chôm rang lá chanh và chôm sấy khô nha mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ thưởng thức cả cái món đấy luôn. Và Trọng tiện thể thì Trọng cũng sẽ giới thiệu cho mọi người. Nên, trước đây thì nhà Trọng có món chôm chôm rang với lá chanh là cái món này này mọi người này. Đây là cái túi 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi thì đổ ra đĩa thì nó được một cái đĩa đầy mọi người. Một cái đĩa to đầy đấy nhá. Cái đây là nhà Trọng hút chân không rồi, nhưng mà cái món này thì nhà Trọng phải cấp đông. Cấp đông thì mới có thể là gửi đi được cho mọi người nhá. Với cả là cấp đông thì mình sẽ bảo quản tốt hơn á. Thì khi mà mọi người nhận được hàng thì món này mọi người sẽ phải rang lại cho nó giòn và nêm nếm lại gia vị nha mọi người nhá. Nhà Trọng thì cũng có cho gia vị rồi, nhưng mà cho nhạt thôi để nó phù hợp hơn với tất cả mọi người ấy. Nên là khi mà mọi người dùng cái món này thì mọi người sẽ phải nêm nếm lại. Còn đây là cái món chôm sấy, sấy nhá mọi người nhá, sấy giòn có một chút cay rồi mọi người. Nhà Trọng cho lá chanh này, ớt này và một chút sả cùng với một số gia vị khác nữa, rồi cho vào máy và sấy lên mọi người, nó rất là thơm nhá. Món này thì mọi người chỉ cần xé ra và cho ra đĩa thưởng thức luôn thôi, không cần phải chế biến qua nữa. Đấy, nhà Trọng sẽ ship hàng từ một lạng nha mọi người nhá. Cái túi này thì đây là cái túi một cân đấy em ạ, phải không? Một cân mọi người, một cân mà được như này nhá mọi người nhá. Đó, cái món sấy này thì nó cực kỳ là hao luôn, cho nên là một cân, túi một cân thì rất là to luôn. Em lấy cái túi 2 lạng rưỡi lên. Đó, cái túi 2 lạng rưỡi sấy nhá mọi người, 2 lạng rưỡi rang lá chanh mọi người nhá. Còn cái túi một lạng ấy, một lạng thì nó cũng sẽ bằng cái túi 2 lạng rưỡi rang lá chanh này này. Đó, một lạng của hàng sấy ấy thì nó cũng sẽ bằng cái túi 2 lạng rưỡi rang lá chanh này này. Được rất là nhiều luôn mọi người, mọi người xem một cân mà nó được như này cơ mà. Rất là nhiều luôn. Đó. Thì cái hàng sấy này thì nhà Trọng sẽ ship hàng từ một lạng trở lên. Đó. Còn cái hàng rang lá chanh này thì nhà Trọng sẽ ship từ 2 lạng rưỡi trở lên. Đó mọi người, nếu mà mọi người có nhu cầu thích sử dụng cái món chôm chôm sấy hoặc là rang lá chanh thì mọi người có thể liên hệ cho Trọng nhá. Trọng sẽ để số điện thoại trên video này, trên màn hình này. Hoặc là một số khách mà ở khu Hà Nội tiện chuyến gửi xe thì nhà Trọng có thể gửi hàng tươi. Còn ở những cái khu khác mà không tiện xe thì nhà Trọng sẽ phải gửi hàng sấy hoặc là hàng rang lá chanh nha mọi người ạ. Đây là cái túi chôm lúc nãy rang lá chanh nha mọi người. Sau khi mà cho ra chảo thì nó được như này này. Đây là cái túi 2 lạng rưỡi nhá mọi người nhá. Cái này thì mọi người trong lúc rang lên ấy, rang lại thì mọi người có thể là cho thêm rắc thêm một xíu lá chanh nữa để cho nó thơm hơn mọi người. Với cả là mọi người nêm nếm lại gia vị nhá.
Nhà trọng thì cũng có cho gia vị rồi nhưng mà cho nhạt thôi mọi người, để phù hợp hơn với tất cả mọi người ấy. Nên là khi mà mọi người rang lại thì mọi người nêm nếm lại cho vừa miệng hơn. Quá thơm mọi người ạ. Đấy, một túi 2 láng rưỡi thì cho ra đĩa để nó được một cái đĩa đầy như này mọi người. Đây, bữa tối hôm nay thì nhà mình có món nhện nha mọi người nhá. Món bên này là món chôm rang lá chanh này, chấm cùng với chẳng chẻo nha mọi người nhá. Còn đây là chôm sấy này. Đó. Đấy. Toàn côn trùng đúng không? Nói chung là cái nào đặc sản. Chả có món gì khác, toàn là côn trùng thôi. Chẳng mời tất cả mọi người cùng dùng cơm với gia đình mình nhá. Món này là cái thiên đĩa này. Đấy, món này đặc sản mọi người. Cái món này là hiếm hơn chôm chôm ấy. Đúng. Món này quá hiếm này. Bình thường đi thì cũng thấy đấy, nhưng mà để mà được cái số lượng nhiều thì nó lại khó. Nó ít, từng con một thôi, hôm nay là may đấy. Nói chung may đấy. Thôi ăn đi nhỉ? Thôi, nhà mình dùng đi. Mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Cùng gia đình nha. Chú ăn nhẹ không đấy? Ừ, có lấy chú ăn đi. Chú kia chắc không dám ăn. Món này thì còn sợ. Còn có cái trứng cơ mà. Con này béo lắm ấy. Mấy con to to kia. Chú ăn đi chú ơi. Thôi ăn đi. Chấm chéo. Ôi giời, đặc cọp đây. Ngọt thử. Mười người nhá. Bùi bùi. Phần đít của nó chắc chắn là có trứng rồi. Mấy con to đít to. Ngọt lắm, tuyệt vời đấy. Chú ăn thử cái đít này xem. Chú ăn thử không con? Đây này có trứng cay. Trứng bụng đó. Không dám à. Cái nào ngon mà cái rang lá chanh nó ngon kiểu khác, mà cái sấy thì nó ngon kiểu khác. Sấy chỉ có uống bia uống rượu chứ ý. Đúng rồi. Như cái món sấy này nếu như mà mọi người thích ăn kiểu là ăn kiểu nó khô khô giòn giòn đó mọi người, thì mọi người cứ để nguyên cái sấy như này xong mọi người đổ ra ăn thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người thích kiểu nó béo hơn xíu thì mọi người có thể đổ ra xong là lại cho vào chảo rang lại cũng được. Rang lại cho một tí dầu ăn vào xong mọi người rang lại rắc thêm lá chanh vào cũng được mọi người ạ. Nó cũng hợp nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người thích ăn kiểu giòn ấy thì mọi người cứ để nguyên sấy như này. Hoặc không thì mọi người thích kiểu béo béo hơn xíu ấy thì là cho một tí dầu ăn vào, đổ vào rang lại một xíu. Rắc thêm lá chanh vào thì ăn nó cũng ngon mọi người ạ. Chú ăn chú. Ngon chú, ngon mà. Con này cho nó mở. Con ăn thử con này chôm chôm xem nào. Ngon đúng không? Ngon mất giòn mà. Mẹ bảo thơm thế mẹ, xong rồi bảo xin một hai con. Lo gì, cứ chín nè, ăn. Ngon này con nhỉ, ngon đúng không? Ăn cho nó quen đi, ăn từ bé nó quen đi, sau này không sợ dị ứng côn trùng. Không dị ứng đâu. Sợ. Chập treo với chấm ngọc như này ăn là mới sướng. Chấm như này ăn mới sướng. Nếu mà mọi người ăn nhạt hơn xíu nữa thì mọi người có thể cho thêm nhiều nước xiêm xíu nha mọi người nhá. Xong mọi người quấy lên. Như mình ăn thì vừa đấy. Ăn cái bụng này, nó bụng. Cái trứng mà, đang trứng mà. Thấy chưa? Béo. Cho một tí bia vào cho nó mát mát mọi người ạ. Đây, trọng với tất cả mọi người nhá. Đấy, bia thử với cái này đấy. Món này phải uống với bia. Đây mọi người ơi. Đấy. Đúng là cái đít thành, của nó. Thành quả hôm nay đấy. Đít của nó phải to bằng cái ngón tay của mình mọi người ạ. Nhìn là thấy ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Nó cũng có nhưng mà nó không phải chỗ nào cũng có đâu nhá. Trên đồi không phải chỗ nào cũng có đâu. Theo bưởi suối đấy. Từ cái khúc mà nó ra chân ấy, đổ đi lên đầu ấy là nó giòn. Và từ cái chỗ khúc bên dưới cái chỗ nó ra chân đi xuống bụng của nó
và ăn nó bùi bùi mọi người ạ. Đây là kiểu nó có trứng á. Ăn nó bùi bùi. Còn khúc trên này là ăn nó giòn nhá. Đây, ăn thêm một con nữa đi. Nhưng mà con này như là con đực hay sao ấy. Con đít bé này. Con này con cái để bụng nó bự ra mọi người. Nó to hơn. Cắn một cái nó nổ. Cắn nó nổ búp một cái mọi người ạ. Món này phải nói là món đặc sản ở chỗ mình luôn mọi người ạ. Không biết là mọi người nhìn thấy cái món này mọi người cảm thấy nó ghê hay là mọi người không dám ăn hay như nào không biết, nhưng mà ở chỗ mình ấy thì phải gọi là xếp vào cái hạng đặc sản mọi người ạ. Đặc sản khó kiếm ấy, phải có thời gian lắm ấy mới đi kiếm được. Cái này nếu mà như thịt ấy ra hàng ra quán thì mua được đấy nhỉ, như bản thịt ấy, nhưng mà cái này chả có ai bán. Hiếm lắm. Người ta bắt người ta bắt được, người ta không để dành người ta ăn ấy. Của hiếm mà. Bỏ đâu. Nếu mà tẩm sắn ấy là người ta không bán đầy. Ôi tẩm sắn thì bây giờ nó lại bình thường rồi. Nhìn. Này món này món sấy nha mọi người nha. Mình gọi là nhìn dạng đấy. Quá đẳng cấp luôn. Quá giòn luôn cái món này. Giòn và thơm. Nghe nó bụng món này cháu mới chập chéo hơn. Ngon lắm. Mình xin tạm dừng clip tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người.